Mới đây thì Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo đó thì lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội sẽ là 4,8% một năm thưa quý vị. Theo quy định, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở để theo nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2018 là 4,8% một năm, tương đương 0,4% một tháng. Lãi suất nợ quá hạn sẽ tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Cũng theo nghị định này, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại khoản 1, 4, 5, 6 và 7, điều 49 của luật nhà ở. Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay tới hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn.